heo thì bà con ta có lạ gì đâu, ai lạ gì heo đúng không bà con? À nhưng mà cũng có thể là nhiều bà con quên á, những người có bệnh như vậy nè, không ăn được heo, thịt heo. Heo thịt heo là những người đang thừa cân nè, béo phì, tim mạch, người bị sỏi thận, bệnh máu trong mỡ, mỡ có máu, à gút, huyết áp cao, tim mạch tai biến, nhồi máu cơ tim. Người không ăn được heo sữa là những người có bệnh như vậy: thừa cân, béo phì, tim mạch, người bị sỏi thận, bệnh mỡ máu, gút gút gút, cao huyết áp, tim mạch tai biến, nhồi máu cơ tim. Còn ngoài những bệnh đó thì tốt, thì theo nó tốt cho sức khỏe là nó làm cho da hệ thần kinh tốt, đó, mắt tốt, xương khớp tốt, hoạt động trí óc vận động cao. Mỗi ngày chỉ ăn được 150 gram, ăn 6 ngày nghỉ 1 ngày. Nên ăn thịt nạc, mỡ heo quay là không nên ăn, không nên ăn bà con ạ. Cho nên tốt cho sức khỏe là da, mắt, hệ thần kinh, xương khớp, hoạt động trí óc, vận động cho cơ thể. Đó, nhưng mà một ngày ăn được 150 gram, ăn 6 ngày phải nghỉ 1 ngày. Đó, nên ăn thịt nạc, mỡ heo không ăn, nhất là da heo quay không ăn nha bà con. À, mong bà con chúng ta chú ý, những người không ăn được heo là thừa cân, béo phì, tim mạch, người bị sỏi thận, người bị mỡ máu, gút gút gút, huyết áp cao, tim mạch tai biến, nhồi máu cơ tim. Bà con nên nhớ giúp giùm mình nha, cho sức khỏe mình tốt, mạnh khỏe bà con ơi.